Đây, giá Thúy mới làm có 2 ngày nè cả nhà. Đó, mới có 2 ngày mà Thúy làm với cái cách là làm giá thủy canh, không cần tưới nước nha cả nhà. Mà giá mập ú luôn, mới có 2 ngày Thúy thu hoạch nè nè. Hai Thúy chào đại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình cái cách làm giá đỗ, không cần tưới nước nha. Với cái cách làm thủy canh ngay cả nhà. Thì ở đây Thúy sử dụng là 100 g đậu xanh. Thì đậu xanh thì trước khi mình ngâm á, mình lựa những hạt sâu nha cả nhà. Đó, Thúy rửa rồi, mình rửa lại 2-3 nước rồi Thúy cho nước vào, Thúy ngâm nè. Thúy ngâm ở đây là Thúy ngâm 15 giờ nha cả nhà, để rút ngắn cái thời gian thu hoạch ha. Rồi mình để đây ha. Đây, đậu Thúy đã đang ngâm được 15 giờ nè cả nhà. Đó, thì khi mình ngâm á, thì có những cái hạt á, lúc mà mình lựa thì mình không thấy cả nhà, nhưng mình ngâm á, nó nở ra, có nhiều hạt á, nó nứt hai ra luôn á, mình nhớ bỏ ra nha. Mình xem chừng mình bỏ ra rồi mình đem rửa lại 3-4 nước cho sạch cái nước xanh xanh ha. Rồi bây giờ thấy rửa rồi nè, mình nhớ lay nhẹ tay ha nha cả nhà, nó để nó gãy mầm á. Rồi bây giờ để Thúy chia sẻ cái cách làm nha. Thì Thúy làm trong cái nồi, thì cả nhà mình làm trong cái nồi hay cái thau gì cũng được nha cả nhà. Đó, rồi để cái dĩa ở dưới, Thúy để cái rổ lên như vậy, rồi mình cho nước vào nha cả nhà. Tại vì mình làm cái cách thủy canh này thì mình không có tưới nước, cho nên mình cho nước ở dưới cái đít rổ như vậy, để cho khi mà mình lót cái vải vào á, hoặc cái khăn vào á, thì nó sẽ tự lấy nước lên nha cả nhà. Nè, đó, Thúy cho vừa tới cái đít rổ thôi, chứ thì không có ngập cái đít rổ nha cả nhà. Mình cho ngập đít rổ thì giá mình sẽ bị úng á, mình cho vừa thôi. Đó, khi mà mình để cái khăn xuống hoặc miếng vải xuống á, thì nó sẽ tự hút nước lên như vậy nè cả nhà. Đó, nó làm đều hết luôn. Rồi cả nhà lưu ý giùm Thúy ha, mình không có là trải được một lớp như vậy nha cả nhà, tại vì nếu mà mình cho trực tiếp đậu vào như vậy thì nó rất là ẩm luôn, thì nó sẽ dư nước. Đó, cái miếng này nó hơi dài, Thúy gấp là đầm đôi tại vì rổ Thúy hơi nhỏ nè. Đó, cả nhà thấy không, mình phải cho thêm một lớp khăn nữa. Thì ở đây Thúy sử dụng cái khăn huyền thoại của Thúy nè, cái khăn này làm rất là ok luôn cả nhà. Cái khăn á thì nó rất là quan trọng á cả nhà, nhìn cả nhà để ý, nhiều khi á mình làm cái khăn á nó không có hút nước á, mà nó rất là dễ làm cho hư cái giá của mình á. Cho nên là Thúy làm cái khăn này Thúy thấy được nè. Cho nên hơn nữa, cái khăn nào mình làm thì mình xác định mình làm thì mình làm một cái thôi cả nhà, tại vì khi mình nhổ giá nó dính mủ giá nó sẽ đen á. Khăn này rất là đen luôn á, cả nhà đừng có cười Thúy nha. Tại vì nói chung là mình làm đi làm lại thì cũng cái này mình giặt sạch rồi, cái mình cứ phơi lên rồi mình áp dụng mình làm tiếp nữa nha. Đó, rồi ở trên đó thì mình tủ một cái khăn như vậy đó, nhưng mà mình đem thấm nước ướt nha cả nhà, mình nhớ là vắt nha, thấm xong rồi mình vắt để ẩm thôi chứ không có để bị dư nước nha cả nhà. Rồi mình đậy lại. Đó, thì nếu mà cả nhà mình muốn á, cho nó mập nữa, mập hơn cái bình thường á, thì cả nhà dằn lên gì nặng nặng ha. Còn Thúy ở đây Thúy để bình thường như vậy, tại vì Thúy muốn 2 ngày Thúy thu hoạch. Rồi mình để đây nha. Rồi sau ngày thứ nhất nè cả nhà, đó vừa giáp cử ngày thứ nhất nè, Thúy mở ra cho cả nhà xem ha. Thì tại vì Thúy làm Thúy chia sẻ cho nên là Thúy mở ra, còn nếu mà cả nhà mình làm thì đừng có nên mở ra mở vào nha, nó lọt ánh sáng vào á, thì giá của mình nó rất dễ là nó không có trắng, nó không đẹp nha cả nhà. Đó, cho nên là tại vì Thúy mở ra cho cả nhà xem lên rất là đều luôn đó, mới có 1 ngày mà như vậy là rất ok rồi cả nhà. Rồi bây giờ Thúy sẽ đậy lại, mình chờ 2 ngày của mình thu hoạch coi nó như thế nào nha cả nhà. Rồi giá của Thúy đó là sau 2 ngày rồi nè, đó Thúy mở cho cả nhà xem nha. Ôi nó mô lên luôn á cả nhà, đó rất là đều nha. Mình làm thủy canh mình không có tưới nước mà nó như vậy là rất ok rồi đó cả nhà. Tại vì á, thường thường á, mình làm mình tưới nước á, thì cái giá nó sẽ mau dài hơn, nhưng mà cái này á Thúy mới có 2 ngày thôi mà như vậy là rất ok rồi. Hôm nay Thúy sẽ lấy ra luôn, Thúy thu hoạch ha. Thì nếu mà cả nhà mình thích nó dài cao hơn á thì mình để thêm 1 ngày nữa nha. Còn ở đây á, Thúy thích ăn cái giá ngắn ngắn mập mập nó ngọt, cho nên là Thúy lấy ra luôn nè cả nhà. Nhìn ở dưới đây á, rễ cũng ít nữa, nó không có ra rễ nhiều cả nhà. Đó, với cái cách này thì thấy rất ok ha, cả nhà mình nên áp dụng theo cái cách mới này ha. Thì mới với Thúy thôi, tại vì hôm trước giờ Thúy làm không có làm cái cách thủy canh này ha. Thì bây giờ Thúy làm Thúy thấy rất là ok, cho nên Thúy chia sẻ với cả nhà mình để cả nhà mình đổi cái cách làm, để có cái cách làm giá mới mà cũng rất là đạt 100% luôn nha cả nhà. Nè cả nhà nhìn nè, rất là mập luôn, chứ không phải là mình làm không tưới nước mà nó ốm nha cả nhà. Đó,
rất là đẹp luôn. Đều, thật là đều luôn á, chỉ có dài ba hạt á, nó nằm ở trên á, nó không hút nước được thì nó hơi ngắn, nó hơi cong thôi, còn ở dưới là thẳng băng luôn á cả nhà. Đó. Giờ bây giờ thí nhổ ra nè, cả nhà nhìn thấy không? Cái khăn này á, tuy là mình làm á, nó nhiều lần quá nó xấu, nhưng mà thật sự là cái khăn á, nó rất là quan trọng nha cả nhà. Mình làm cái khăn nào mình cảm thấy được thì mình để làm luôn ha. Thì Thúy thấy cái cách làm á, thủy canh này á, thì nó rất là không có mất thời gian mình nhiều nè cả nhà. Đó, mình làm mà mình cứ để đó 2-3 ngày mình thu hoạch. Mình không có cần tưới này nọ đâu, phải khỏi có cần phải tưới nè, rồi khỏi có nhớ rồi mất công ha. Chỉ 2-3 ngày mình cảm thấy nó vừa ăn thì mình thu hoạch thôi. Rất là đơn giản luôn. Đó. Nè, cái khăn nó cũng không có bị dính rễ nhiều nữa cả nhà. Đó. Không, nó ghim xuống được á, cho nên là nó đi suông, không có không mình nhổ ra rất là suông luôn, nó không có bị rướng cái rễ lại nè cả nhà nhìn nè, nó hút giật hết xuống một miếng nước, nói chung là xuống một xíu xíu à, tại vì khăn mình khi mình cho vào nó cũng ẩm rồi đó nè, cả nhà nhìn thấy có 100 gram đậu thôi mà một thao giá nè cả nhà, rất là mập, rất là trắng luôn nữa. Thấy cái cách này thì rất là ok nha. Thì chia sẻ với cả nhà mình để cả nhà mình áp dụng ha. Để có giá mà không cần tưới nước gì hết. Rất là tiện luôn cả nhà ha. Thôi thì chia sẻ cái video để làm giá thủy canh. Rất là đơn giản luôn nha cả nhà. Thì thí dừng video đây, nếu cả nhà mình thấy hữu ích thì nhớ tặng thí một like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ thủy làm những video tiếp theo hay hơn. Thúy bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.